Thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi vừa phối hợp với công an thành phố tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho hơn 100 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn phường. Các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa và tổ chức chữa cháy kịp thời hiệu quả đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác phòng cháy chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, phổ biến kiến thức quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay. Ngoài ra, các học viên tham gia lớp huấn luyện được hướng dẫn các thao tác kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi gặp sự cố xảy ra, như cách sử dụng các bình chữa cháy sách tay và các phương tiện cơ bản được trang bị tại cơ sở.